Xin chào mọi người nhé. Mình là Toàn An Đồng, chuyên gia cung cấp máy chẩn đoán độc lõi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp về cái máy AVP Connect. Đây là phân khúc máy phổ thông dành cho anh em thợ xe máy không quá nhiều việc này, không quá nhiều xe và không quá nhiều những cái nhu cầu về làm khóa cũng như là tour audio km. Cái máy này, máy AVP Connect có giá là 4,5 triệu, nhưng mà chức năng thì vô cùng là tuyệt vời, kết nối với tất cả các loại xe, ví dụ như là Honda, Yamaha, Piaggio, Kimco, SRM, vân vân. Với chức năng là chuẩn đoán đọc lỗi, hiển thị dữ liệu động cơ, xóa lỗi, cài đặt reset ECM, kích hoạt cơ cấu kiểm tra, cơ cấu chấp hành của xe Piaggio và Yamaha. Ở đây trên tay mình là bản mới nhất nhé, bản mới nhất, lô mới nhất bây giờ. Đó, kẹp cá sấu rất là xịn sò, rất là đẹp, cáp cấp nguồn đấy và cáp đa năng tỉa ra một chùm, kết nối với rất nhiều các loại xe luôn, chúng ta không cần phải thay đi thay lại nhé. Bây giờ mình sẽ kết nối trên xe SH2011 cho mọi người xem. Chúng ta sử dụng một thân máy rất là nhỏ xinh cắm vào đây đó và cố định đi theo bó dây, không cần phải tháo ra tháo vào nhiều, và chúng ta sử dụng điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng đều được nhé. Đó, và tối đa kết nối được 4 tài khoản, tức là chúng ta sẽ sử dụng Gmail, chúng ta cập nhật vào máy tính bảng, sau đó là tải cái ứng dụng AVP Connect về. Ở đây mình có máy tính bảng thì mình sẽ kết nối máy tính bảng cho nó xịn xò. Ở đây thì anh nghĩ anh đang nhận một xe SH2011 thay bóng đèn, tranh thủ mình sẽ kết nối luôn. Đối với cái dòng xe này thì rác DLC nó nằm ở gần bình ắc quy và ở dưới sàn nhé. Đây, mình đã tháo ra đây rồi. Cáp đa năng thì chúng ta cứ vừa đầu nào thì chúng ta cắm đầu đấy nhé. Con đa đời cũ là màu vàng này, cắm vào đây. Đó, thế còn những đầu lại thì nó nằm chờ vào các xe khác. Mình bật khóa lên nhé. Đó, nghe tiếng kêu tít rồi. Mọi người nhìn này, số điện thoại của mình đây, 0904 566 844 nhé. Rồi, tiếp theo mình sử dụng máy tính bảng. Rồi, máy tính bảng mình đã tải cái AVP Connect vào đây trước rồi. Và chúng ta kích vào đây này. Rồi, ở đây đã thấy mã thiết bị AVP Connect đây, chúng ta kích vào mã thiết bị này. Với điều kiện là chúng ta phải bật Wi-Fi, bật Bluetooth. Rồi, có mã số đây. Lần đầu kích hoạt ấy thì chúng ta phát số, đó là mã kích hoạt phần cứng và mã kích hoạt phần mềm nhé. Mã kích hoạt phần cứng, phần mềm, mã thiết bị thì đều ghi ở dưới đít của máy, mọi người nhìn và kích hoạt vào thôi. Lần đầu là kích hoạt, lần thứ hai trở đi thì cứ vậy mà xài. Rồi, mình ấn kích hoạt này. Rồi, đây là menu chính của máy này. Hệ thống động cơ là đọc lỗi, xóa lỗi rồi reset đấy. Hệ thống ABS là đọc lỗi, xóa lỗi, phanh ABS. Remap tuning, remap tuning là chúng ta làm phần mềm mở tua nhé. Khắc phục cái tình trạng là hụt ga nhẹ khi mà khởi hành lúc máy nguội, lúc sáng sớm đấy. Bây giờ chúng ta chọn hệ thống động cơ này. Ở đây chúng ta chọn là chẩn đoán tự động nhé. Chờ một chút để máy giao tiếp. Rồi, máy đã tìm ra xe hãng Honda SH150i phân khối 150, không có Smoky, nơi sản xuất là Italia và năm sản xuất là từ 2009 tới 2011 và mã phụ tùng là 16400 KTG 921 hoặc là 922 hoặc là 982. Rồi, chúng ta chọn là chẩn đoán. Rồi, đây chính là menu này, có rất nhiều mục đọc lỗi, xóa lỗi, dữ liệu động cơ. Thì đầu tiên mình cứ đọc lỗi đi, xem có lỗi gì không. Rồi, lỗi quá khứ ở đây là mạch điều khiển kim phun. Rồi, lỗi quá khứ thôi nhé, không phải lỗi hiện tại đâu. Tại vì là chúng ta thấy đèn check là không hề sáng, đúng không? Rồi, đó là lỗi quá khứ thôi. Để chúng ta đọc. Ở đây thì mình có thể mang vào bàn mình ngồi. Đây, mình có thể mang vào bàn mình ngồi nhé. Rất là lịch sự, rất là xịn sò. Mọi người có máy tính bảng thì kết nối máy tính bảng, còn không có thì kết nối điện thoại của mọi người cũng được. Và tối đa mọi người sử dụng được 4 tài khoản để kết nối với máy nhé. Tức là chúng ta sẽ có 4 điện thoại kết nối với máy cùng một lúc. Rồi, mình chọn mục là xóa lỗi đi. Rồi, chúng ta chọn OK.
Đó, ở đây là mình đang ngồi ghế và mình ngồi trên bàn, rất là lịch sự. Xóa mã lỗi thành công rồi, thoát. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại xem có lỗi không nhé. Trở về này, chuẩn đoán tự động này. Chuẩn đoán này, chúng ta đọc lại lỗi nhé. Chắc chắn là không còn lỗi nữa rồi. Đó, thấy chưa, máy báo là không còn lỗi. Rồi, như vậy là chúng ta ngồi ở đây và chúng ta kết nối với xe ở ngoài kia. Rất là hay luôn. Đó, rất là hay luôn nhé. Ok. Rồi, chúng ta có thể chọn mục tiếp theo là dữ liệu động cơ. Đây, dữ liệu động cơ. Đây là mục quan trọng nhất. Đó, dữ liệu động cơ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mang ra xe mình kiểm tra nhé. Mình kiểm tra đi ạ. Điện áp bướm ga này. Mình kiểm tra TPS nhé. Nó tìm cái mục đây, cảm biến vị trí bướm ga. Đây mình cho vào. Ở đây là độ mở và đây là điện áp. Điện áp là 448,5 mV và độ mở ở đây là 0 độ. Rồi, mình sẽ kéo hết ga lên cho mọi người xem. 76,5 độ đúng không? Buông ga 0 độ, kéo hết ga 76,5 độ. Buông ga 0 độ. Đó. Và chúng ta kích vào cái đồ thị nhé. Kích vào cái đồ thị đi. Rồi, ở đây ra cái đồ thị. Mình chọn, mình kéo hết ga lên này. Đó. Hạ ga này. Kéo hết ga này. Hạ ga này. Đó. Và chúng ta quét liên tục. Một giao diện rất là đẹp. Đó, không khác gì cái máy điện tim đồ ở trong bệnh viện đúng không? Rất là xịn sò luôn. Rồi, mình có thể thu nhỏ kích thước lại. Rồi, ga hết ga này. Đấy, hạ ga này. Và chúng ta có thể là quét từ từ nhé, quét từ từ này. Đấy. Giá trị đã nâng cao dần. Rồi, như vậy là rất là tốt. Trở về. Thì còn rất nhiều các giá trị khác. Hệ số môi trường, cảm biến oxy, áp suất, bơm, tín hiệu khởi động, rơ le khởi động, cuộn sấy, cảm biến oxy, vân vân. Về cái mục dữ liệu động cơ thì mình đã có sẵn một quyển thông số rồi. Quyển thông số cho mọi người xem rồi. Mọi người về học theo cái quyển tài liệu của mình thôi. Rất là xịn sò luôn. Hệ điện áp 3Q 12,1V. Đó, 12,1V là điện áp bình chưa đổ máy. Bây giờ mình ấn khởi động này. Mọi người xem nhé, điện áp nó tăng dần lên này, tăng dần lên. Đó, 12,5 ga. Điện áp không đạt yêu cầu, 12,7 chưa đạt yêu cầu. Như vậy là con này là sạc chưa đạt yêu cầu đâu. Đó, nó phải tầm 14V 5 thì mới đạt yêu cầu nhé. Rồi, như vậy là xe này điện áp có vấn đề. Thì lát nữa sẽ kiểm tra lại hệ thống mạch sạc, cầu chì. Đó, như vậy là mình dù sử dụng máy đọc lỗi là mình kiểm tra hệ thống sạc, máy phát điện rất là tốt. Chúng ta thấy điện áp sạc là không được ổn định này. Lúc thì 12,0, xong đó tụt xuống 10V này. Chúng ta thấy đồ thị nó tụt liên tục chưa? Ở cái dòng này thì là 12V. À đây, có một lúc thì nó tụt xuống 10V này. Đó, rồi. Cái này thì lát nữa mình sẽ bảo anh Nghĩa, anh ấy khám kiểm tra lại nhé. Còn xe này thì đến trong tình trạng là thay bóng đèn. Rồi, mình review qua như vậy thôi. Đây, tài liệu đây. Thông số dữ liệu động cơ. Ý nghĩa nhé. Thẻ hội viên để nhận trợ giúp. Và đây là quyển tài liệu và hệ thống FI. Học về các hệ thống cảm biến ở trên xe. Có thẻ hội viên thì mọi người sẽ được tham gia nhóm học ở trên Facebook này. Rồi là được quyền gọi điện thoại xin trợ giúp khi mà gặp những tình huống khó, tình huống sửa xe FI. Vừa rồi mình đã trình bày qua cho mọi người xem cái giao diện, cách sử dụng, cách kết nối máy AVP Connect có giá là 4,5 triệu thôi. Và bảo hành là 2 năm nhé, bảo hành 2 năm hỗ trợ kỹ thuật. Đó. Mọi người có nhu cầu mua máy thì liên hệ số điện thoại là 0982 767 569. Trực điện thoại viên tên là Hiếu sẽ tư vấn và chốt đơn với mọi người. Hàng gửi tới thì mọi người bóc ra kiểm tra,
nhìn xem không bị thiếu, không bị vỡ, không bị hư hỏng thì trả tiền cho shipper. Còn nếu mà bị thiếu, bị mất, bị hư hỏng thì quay đầu. Mọi người cứ yên tâm, tức là giao hàng toàn quốc, thu tiền COD, đồng kiểm tại nhà. Mình xin nhắc lại nhé, sản phẩm bảo hành 25, số điện thoại liên hệ mua hàng là 0982 767 569, tên là Hiếu. Khi mà mọi người đã mua máy của Toàn An Đồng sẽ trở thành hội viên, có thẻ hội viên, mọi người sẽ được nhận sự trợ giúp qua điện thoại. Những tình huống sửa xe, mọi người điện thoại cho mình. Rồi, video mình làm tới đây là hết rồi. Xin chào mọi người.